Một đợt nắng nóng tàn khốc có khả năng phá kỷ lục đang diễn ra ở phía Tây Hoa Kỳ. Đây là đợt mới nhất trong chuỗi các sự kiện nhiệt độ khắc nghiệt khiến các cộng đồng phải cảnh giác cao về bệnh tật và tử vong do nắng nóng. Cơ quan thời tiết quốc gia dự kiến nhiệt độ cao nhất là 115 độ F, tức 46 độ C, ở các khu vực phía Nam California, Sacramento và thung lũng San Joaquin vào cuối tuần ngày lao động. Cảnh báo nhiệt độ cực cao đã được kích hoạt lên và xuống ở các tiểu bang, bao gồm cả ở vùng vịnh. Nhiệt độ dự kiến sẽ tăng trong suốt tuần, với miền Bắc và miền Nam California chuẩn bị cho nhiệt độ cao nhất trong cuối tuần này. Các khu vực phía Tây Bắc Thái Bình Dương, Nevada, Idaho và Montana cũng sẽ phải đối mặt với nhiệt độ nguy hiểm. Boise, Idaho dự kiến sẽ kết thúc tháng 8 với nhiệt độ trung bình là 80 độ F, mức cao nhất kể từ khi kỷ lục bắt đầu được ghi nhận vào năm 1875. Nhiệt độ dự kiến sẽ cao hơn bình thường từ 8 đến 12 độ ở Tây Bắc Arizona, Đông Nam California và Nam Nevada. Tại nhiều khu vực này, nhiệt độ dự kiến sẽ chỉ giảm nhẹ qua đêm, làm tăng nguy cơ say nắng và tử vong, đặc biệt là đối với những nhóm như dân cư dễ bị tổn thương, thiếu điều hòa nhiệt độ. Đợt nắng nóng chỉ là đợt mới nhất trong số nhiều đợt tấn công vào nước Mỹ vào mùa hè này. Khi chúng phát triển thường xuyên và dữ dội hơn, California đã tranh luận về việc đặt tên và xếp hạng cho chúng, tương tự như bão, để nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng. Theo cơ quan thời tiết quốc gia, nắng nóng giết chết nhiều người ở Mỹ hơn bất cứ sự kiện thời tiết nào khác. Ở nội địa phía Bắc California, dịch vụ đã cảnh báo rằng toàn bộ dân số đang có nguy cơ chịu cái nóng chết người. Nhiệt độ cao cũng được cho là sẽ đẩy nhanh quá trình hình thành ozone trên mặt đất, hay còn gọi là sương mù, làm trầm trọng thêm các vấn đề về hô hấp. Tại miền Nam California, các quan chức đã đưa ra lời khuyên về ozone do đợt nắng nóng, khuyên mọi người nên ở trong nhà và tránh gắng sức làm việc bên ngoài. Các quan chức cũng cảnh báo rằng nhiệt độ cao có thể khiến khu vực phía Tây Nam khô cằn, khô hạn, xảy ra cháy rừng. Các khu vực phía Tây đã chứng kiến một mùa xuân và mùa hè bùng nổ với các đám cháy lớn ở phía Tây Nam và Alaska. Vào ngày Chủ nhật, Thống đốc Oregon Kate Brown đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do mối đe dọa cháy rừng sắp xảy ra. Bà nói, điều cấp thiết là chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn những thiệt hại về nhân mạng và tài sản, kinh doanh và tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Tại California, nơi đã chứng kiến một mùa cháy tương đối yên tĩnh so với những năm gần đây, các quan chức khuyến cáo rằng nắng nóng sẽ không chỉ làm khô hơn nữa và tạo điều kiện cho hỏa hoạn bùng nổ, mà còn làm tăng nguy cơ bắt lửa. Cơ quan thời tiết quốc gia ở Sacramento cho biết, với xu hướng nóng lên và khô ráo trong tuần này và cuối tuần, chúng ta sẽ thấy nguy cơ nắng nóng rất nguy hiểm và những lo ngại về thời tiết hỏa hoạn gia tăng đối với các khu vực nội địa phía Bắc California. Vậy thì như chúng ta đã biết, một cái đợt nắng nóng sẽ xuất hiện bắt đầu từ đầu tuần này và kéo dài cho đến tuần cuối tuần, và sẽ kéo dài cho đến cuối tuần của ngày lễ lao động. Không những ở phía Tây mà ở miền Đông của chúng ta thì hôm nay chúng ta đã thấy là có cái sự kiện là nắng nóng rất là mạnh và chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Vậy thì quý anh chị, ông bà, cô bác, chúng ta cố gắng stay cool và nên mặc những cái loại quần áo mỏng nhẹ, nó mát mẻ, và uống nhiều nước, và đồng thời chúng ta cũng nên tránh đi ra ngoài đường vào cái thời điểm buổi trưa khi mà nhiệt độ tăng lên cao.
Rất cảm ơn các ông bà, anh chị và cô bác đã lắng nghe chương trình Tin Nhanh tối nay. Mến chúc quý vị một đêm yên lành.